Sáng nay, Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng trao tặng 120 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 và Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhà trường trong chiến dịch kêu gọi đồng lòng chung tay chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ phát động. Hy vọng rằng những đóng góp sẻ chia của nhà trường cùng với ý chí đoàn kết vượt qua khó khăn của tập thể nhân dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, chung sức đồng lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tấm lòng, sự sẻ chia của công đoàn viên các đơn vị sẽ được nhà trường kịp thời chuyển đến nơi tuyến đầu trực tiếp lập công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh nhân và những nơi cần sự giúp đỡ của cộng đồng.